trầm vào tiếng sắc đơ. Hồi nãy giờ em nhìn bạn này rất là kỹ nhưng mà em vẫn chưa đoán được tại vì mắt em cận. Nó thấy bắt không? Đầu thấy không? Hay lắm. Nó bắt đầu có hiệu quả rồi nha. Bắn ngủ rồi, bắn ngủ kìa, bắn ngủ kìa. Đâu có giờ cái mắt ra ấy mà mì á. Chắc là dán mì quá lố rồi nè. Sụp mắt nhỏ rồi. Bớt vô duyên lại. Em đội chung với anh đó. Ok. Phải bảo vệ em chứ. Anh sẽ bảo vệ em như người ta. Cô cho ý kiến. Tính cô. À không mọi người ơi, tại mọi vì người á ơi, mọi người. Ban đầu em đã biết bạn này hát không hay rồi. Trời ơi. Thật sự luôn. Con có gì cũng nói được trơn. Trời ơi. Con có gì cũng nói được trơn. Trời ơi trời. Sao sự giả dối. Hồi nãy em hứa gì em nhơi? Em nè em ơi. Anh muốn cái gì cũng được. Anh không muốn gì hết trơn á. Sau số này xong em ngồi đây tới khuya cho anh. Em nghĩ là bạn hát hay. Cái giọng bạn rất là ấm. Bạn này chắc hát cái thể loại mà tôi kêu là bolero rock á. Bolero rock hả em? Có luôn là tuyệt vời lắm đó. Có em hát thử, em hát thử coi chị. Hả? Chưa nghe giọng lát đó bao giờ. Lát nữa bạn hát cho nghe. Em là hát ballad thôi à, chứ em không có hát bolero rock. Bạn phải hát ballad. Ballad á, bolero rock. Ballad từ ballad ba xàm á. Ballad lắm. Đúng. Để em đâu rồi. Em cảm ơn em. Nhờ em mà cả trường quay chúng ta có một bữa ăn tại nhà hàng của Trấn Thành. Để em thông báo, tính đến hiện tại là có hai kết quả được xác lập. Sao? Là Miu phải uống trà sữa tại quán của Trung Quân một năm. Thứ hai là phải dắt Trung Quân qua nhà hàng của A Mà của Trấn Thành ăn một năm. Có kèm khách mời. Có kèm khách mời. Có kèm khách mời đại nghĩa. Còn Trường Giang cái kèo cộng cái hát hay không thì chưa biết. À đúng. Cái nào ra cái đó mình rõ ràng với nhau. Thì đúng rồi. Tại vì trước sau gì nó cũng ăn thôi. Đúng không? Trước sau gì nó cũng thua thôi. À chắc chắn thua nữa hả? Chắc chắn thua luôn. Nó sẽ đi ăn nhà hàng suốt đời. Bây giờ em bằng một cái kèo khác. Em không ai ép gì em hết trơn. Em là người dứt quyết để cho bằng được cái độ này. Bé thua nhiều rồi mà mặt sơ sát chứ. Đã nói rồi, đây là người nhà của anh. Em đừng có đụng vô. Em đụng là em chết. Mà ban đầu hồi hộp thiệt chứ tự nhiên nghe giọng dở ẹt. Ai về đâu có hát nhép mà hát nhép dở nữa. Đấy, mày làm anh muốn chết. Mày coi chứ đâu ha, từng nhục nhã nghe mặt là. Cho nên cái giọng hát của em á là thứ nhất ảnh hưởng tới mặt mũi của một ca sĩ phải chụp hình ảnh nữ để làm lúc bút cho người ta. Thứ hai ảnh hưởng tới kế sinh nhai của một gia đình đang trưởng thành. Nhưng giọng hát của em đã giết đi một thế hệ học sinh tương lai. Bị các cháu sẽ không học trường hôn tết của cô giáo này nữa. Không. Cô giáo khác. Nãy lúc đầu á là em chỉ khẳng định là bạn số 2 hát hay thôi. Nhưng mà trong lúc bối rối quá mọi người cứ hỏi em là chọn đại đi, chọn bạn nào thì em mới chọn đại bạn số 5 thôi. Ok, anh bình vực em ở trường hợp này. Nhưng anh tin chắc kèo được đã xét thì chúng ta vẫn phải làm đúng như cái kèo đó như vậy. Hàng triệu khán giả coi truyền hình rồi. Mời quý vị khán giả coi lại hình ảnh của Miu tự gầy đồ với Trung Quân như sau. Chấp nhận cho Quân chọn bạn số 2 luôn nhưng mà bây giờ cá gì không? Kèo bây giờ em muốn số mấy kìa. Đây đàn ông là nhiều, em muốn số mấy. Không, bây giờ em muốn lập kèo với Trung Quân. Nói kèo nữa. Bây giờ người ta không chọn số 2 nữa, em muốn số mấy? Nhưng không, bây giờ em muốn lập kèo với không, bây giờ ok lập kèo. Không thể nào mà tốt cả nói được như vậy à, trời. Nó nói như vậy à. Thiên thần áo trắng Ngọc Nữ, anh giới thiệu Ngọc Nữ đời đầu. Người ta đã cho qua, nó không. Bây giờ em sẽ kèo vô đây. Né né đó. Kèo. Em sẽ kèo qua. Đây nè, Thanh vô đây, Thanh vô đây. Không, về nè, em gầy đổ nè, em gầy đổ nè, em cá nè. Số 5 nè, 1 năm nè, 1 năm nè. Đó, mất hết hình ảnh Ngọc Nữ của em nha, Miu. Đây là thiên thần đội lốt tôn bạc. Gia đình của ta ngày xưa chắc là nằm ở khu Mã Lạng. Ngồi xuống đi em. Kể từ ngày hôm nay em đã không còn hình ảnh Ngọc Nữ nữa, em là Sủ Nữ. Đây. Quyên lên đây. Tập trung lên. Lúc đầu khi mà em thấy bạn mấp mấy cái môi á thì em nghĩ là bạn hát hay, bởi vì cái khẩu hình miệng của bạn là hình như là giọng Bắc hay sao. Mà thường thường những người nói tiếng Bắc á thì hát giọng tốt hơn giọng miền Nam rất là nhiều. Nhưng mà sau đó thì em lại nhìn ở đây thì bạn lại mặc cái áo da. Mà cái áo da đó thì giống với anh Hứa Minh Đạt ngày hôm nay à. Mà anh Hứa Minh Đạt thì hát không hay. Nên suy ra bạn này hát cũng không hay luôn. Thấy chưa?
cái ghế này nó phong thủy ghê lắm. Logic quá. Các bạn thấy cái cách suy luận của những con người ngồi ngay cái ghế này chưa? Tôi đã nói rồi, dòng lô diện là dành cho con nhỏ này chứ không phải mấy người trên kia. Càng ngày các bạn sẽ thấy nó hấp dẫn dần. Nó đưa ra những cái lý luận mà NASA không giải thích được. Em nghĩ là nó rất hợp lý. Thì cái đó là trong toán học mình gọi là tính chất bắt cầu á. Cái ghế này nè, anh nói thiệt em nè, không chừng mùa sau người ta để cái lư hương đây luôn. Thiệt á, là cho người ta tới ai mà thấy cảm thấy mà hợp lý là xin á, xin lọc á. Cô coi chân nói chuyện có duyên. Ê, có cái lư hương đây không? Em để chỗ anh Giang. Lại là em. Đâu phải em, anh Giang á. Em chứ không ai hết trơn trời á. Em là người chọn. Khi mình đã chọn một người rồi, dù có ốm đau bệnh tật, dù có khó khăn muôn trùng cách trở, cũng đừng buông tay. Cũng đừng buông tay người ta. Làng quán họ quê tôi đang hát hay mà phải đi về. Là tại ai? Tại ai? Chị Dân. Trời ơi, sinh viên thì làm gì có tiền để mà sinh sống. Đúng anh. Nếu vào vòng cuối 10 triệu, chú chó ơi. Em mà em là ở ngoài đó vô luôn hả? Trời rồi là phải đi tiền chi phí vận chuyện máy bay ăn uống đúng không? Mà chưa đi về. Nợ mà người ta đuổi ngay vòng 2. Thì đó. Đứng sáng chứ mệt. Cầm cái rổ cũng nặng. Đúng. Nặng xong bây giờ đuổi về. Đúng. Mà tiền có còn chi. Tiền để... có đó. Nếu mà là ca sĩ mà có tâm ấy. Tiền có. Hẳn là cả chi cho nhiêu quân một số tiền. Đúng rồi. Đúng. Cho... ca ủng sĩ mà nhạc sĩ nữa. Đúng. Nhiều tiền lắm. Ủng hộ sinh viên rồi cho về. Đúng. Quê. Đúng rồi. Ít nhất 10 triệu. Nó mà trốn. Đúng rồi. Nấp trốn. Anh đứng anh làm anh giải quyết công đạo. Mấy giờ về? Mấy giờ bay? À không, em đi xe ạ. Đi xe. Thấy thương quá. Tức là đón xe đò về đúng không? Gần 2 giờ trời. Tại sao phải đi xe đò về? Đúng. Chị Dân kêu tài xế chở bé về. Anh Giang. Ê. Còn Chị Dân mà biết điều nữa, phải bỏ tiền mua vé máy bay cho bé đi về. Tài xế Chị Dân xỉu kìa. Trời ơi, ủa em là mình phải đi xe hả? Đi 2 mấy tiếng đồng hồ. Đường xa xa xôi quá. Bây giờ vậy, qua nhà Chị Dân hả? Thôi đừng làm vậy, em rung tôi nghe gì. Hay, chắc chắn hay. Hay. Mà Quỳnh Anh cô phán dạ. Thấy sao? Không, sao kêu em bằng cô? Ủa vẫn chưa hiểu luôn hả? Em tên Quỳnh Anh mà. Thì cô Quỳnh Anh. Xin mời cô Anh. Không, em không, hôm nay là em không cãi anh nữa. Em cảm thấy bạn này hát hay rồi. Vì sao? Dạ, hồi nãy bạn nhép cái miệng bạn đẹp lắm. Mà kiểu như là sao vậy? Mê lắm, mê nhỏ này. Kiểu như là bạn kia có kéo nặng cỡ nào thì mặc kệ á. Thì kiểu là đó, em toàn là giống anh thôi. Em cảm thấy hát hay nè, bạn khoan thai nè. Thì chắc chắn là bạn sẽ hát hay. Vậy em xin hết. Chị Dân. Chị Dân, đại bây gì? Giờ đây là người đàn ông duyên dáng. Nói chuyện đi cô. Chào chú Hai đó. Nói chuyện như muốn hôn nhau luôn trời. Hai người đàn ông đó trời. Nói cách xa xa ra trời. Ghê quá. Số 1 nha anh. Số 1. Tại sao chọn số 1? Ba được tội nguyện. Em nghĩ là bạn số 1 hay không hay. Tới giờ này mới vừa vô cái cho người ta về uổng bộ đồ người ta mướn. Tại vì đem giờ mọc lên nóng quá cho về sớm nữa. Tại vì thấy tội nghiệp sẽ cho về sớm nữa không. Nhưng người ta lấy cái tiền 10 triệu dòng chót, người ta đậu lợi để người ta đắp bù đắp cho cái sự cực khổ từ sáng tới giờ. Sao vậy anh Trang? Chọn đi. Chọn người khác hả? Em cứ chọn ý của em. Chọn số đó đó, cho đi về sớm đi để cho tội nghiệp nhỏ nóng hay giờ thấy mặt người không nói cười gì luôn mà. Rồi. Như vậy là đúng. Tại vì ai nói cười đâu. Có ai cho nói đâu, cười cho ai cho cười mặt đó trời. Lắm. Nếu trời đã cho mình có nhau. Nói nhét đâu. Nhét. Thầy sao phải gieo u sầu. Những nơi mình qua ghi từng vết sâu, nhưng anh ơi nỡ quên thật sao? Có người nỗi yêu đang trái tim, có người nỗi yêu đang trái tim, có người nỗi yêu đang trái. Tình yêu sẽ đến yên phía một lần từ đây. Yêu bằng lý trí nhưng anh ơi đừng yêu bằng lý trí.
tìm lại những tháng ngày nào ấy, tìm lại từng giấc mơ, tìm lại chiếc môi nào thật sâu, tựa như khi bắt đầu. Tìm lại những muỗi dao thật sâu, chạm vào tim sắt đá. Thật lòng muốn hỏi người một câu, ta có thuộc về nhau? Quay ghế vô chồng. Tìm lại những tháng ngày nồng ấm, tìm lại từng giấc mơ, tìm lại chiếc hôn nào thật sợ, tựa như khi tình ta chỉ ta mãi nắng. Nào 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 mãi như ban đầu, mãi như ban đầu. Gài cái nhân vật này vô đây nó có hai phương án. Dĩ nhiên. Dạ. Trời. Ê, tôi đang phân tách bà không nghe. Bà ngồi bà đếm lớp bà đầm bao nhiêu lớp chi vậy bà nội? Hả? Nói rồi cái ghế này lạ lắm. Bây giờ vậy nè, nếu như là một người quen, một vô quậy hát cho banh nó cũng vui. Cái thứ hai, nó sẽ làm cho mình có cái cảm giác à, người quen của Điền Quân này nọ, là mình sẽ cảm thấy là hát dở. Nhưng một lát bước ra lỡ nó hát hay bành nóc, nó cũng sẽ có cái thú vị cho khán giả nữa. Bởi vì gài cái kèo này vô rất là hay. Thì em mới nói vừa nãy là biết đâu là cái con gấu trong họp báo là người khác. Còn đây là đóng giả con gấu đó thôi. Được. Cũng không thể loại trừ khả năng thuyết âm mưu ghê vậy. Gia đình của bà cô. Gia đình bà này luôn hả? Không lẽ em gài mẹ em vô đây hát luôn hả? Mẹ em cao hơn. Vậy cũng cãi nữa.